Cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị một số chính sách mới liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nghị định số 102 hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đã quy định rõ 4 đối tượng không phải là nông dân và không còn giới hạn quyền chuyển nhượng tặng cho đất lúa. Theo Nghị định số 102, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là cá nhân đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó, trừ 4 trường hợp sau. Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tài ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Người hưởng lương hưu, người nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trước đây, Luật Đất đai năm 2013 cho phép hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng. Nghị định số 01 và thông tư 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phải có xác nhận nông dân thì mới được nhận chuyển nhượng tặng cho đất lúa. Nay Nghị định số 102 có hiệu lực đã chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 01 và các nghị định có liên quan. Luật Đất đai năm 2024 quy định cá nhân không phải là nông dân vẫn được nhận chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa trong hạn mức. Nếu vượt hạn mức thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa và được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, trừ trường hợp người nhận tặng cho là người thuộc hàng thừa kế. Luật Đất đai năm 2024 quy định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức. Cụ thể, giao không quá 3 hectare trong mỗi loại đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giao không quá 2 hectare cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Đối với đất trồng cây lâu năm, giao không quá 10 hectare đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng, không quá 30 hectare đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. Hạn mức giao đất không quá 30 hectare đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là trồng rừng. Cá nhân được giao nhiều loại đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, tổng không quá 5 hectare. Trường hợp được giao thêm đất trồng cây lâu năm, hạn mức không quá 5 hectare đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng và không quá 25 hectare đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. Trường hợp được giao thêm đất rừng sản xuất là trồng rừng, hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 hectare. Diện tích đất nông nghiệp của cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán được nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định như trên. Đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa quá hạn mức tối đa là 3 hectare hoặc 2 hectare tùy tỉnh thành thì phải thành lập tổ chức kinh tế có phương án sử dụng đất trồng lúa và được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Ngoại trừ trường hợp người nhận cho tặng là người thuộc hàng thừa kế thì không bị giới hạn bởi hạn mức. Như vậy, so với trước đây, quy định hiện hành cho phép cá nhân không phải là nông dân được thừa kế không giới hạn diện tích đất trồng lúa. Trường hợp nhận chuyển nhượng tặng cho ngoài hạn mức phải thành lập các tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa, không được bỏ trống. Nghị định số 101 của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2023 quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai đã được quy định cụ thể, các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Cụ thể, nghị định quy định việc sử dụng đất phải đăng ký. Người trực tiếp đăng ký đất đai có thể là người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất, người được giao đất để quản lý, người nhận chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông qua người đại diện. Các nội dung đăng ký đất đai, tài sản lần đầu gồm thông tin về người sử dụng đất, thửa đất và tài sản gắn liền với đất, các yêu cầu về đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc quyền quản lý đất hoặc là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, gọi chung là giấy chứng nhận. Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại ba nơi: một, bộ phận một cửa tại cấp tỉnh hoặc cấp huyện về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 2, văn phòng đăng ký đất đai; 3, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.
người dân, doanh nghiệp được chọn một trong bốn cách nộp hồ sơ: 1. Nộp trực tiếp tại cơ quan trên; 2. Nộp qua bưu điện; 3. Nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; 4. Nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Khi nộp hồ sơ trực tiếp, các giấy tờ không buộc phải sao y chứng thực mà được quyền lựa chọn 3 cách. 1. Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu. 2. Nộp bản chính giấy tờ. 3. Nộp bản sao giấy tờ có chứng thực sao y. Nếu nộp hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao y có chứng thực. Đối với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp thì người đăng ký phải nộp bản gốc giấy chứng nhận. Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu không quá 20 ngày làm việc. Sau khi hồ sơ đủ điều kiện thì thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu là không quá 3 ngày làm việc. Trường hợp xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ thì thời gian giải quyết là trong 3 ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ thì có thể giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo. Thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất không quá 15 ngày làm việc. Thời gian giải quyết các thủ tục còn lại được thực hiện từ 5 đến 10 ngày làm việc. Thời gian giải quyết trên được tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, thống nhất. Điều 160 Luật Đất đai quy định các trường hợp áp dụng giá đất cụ thể như sau. Tính tiền sử dụng đất đối với tổ chức khi nhà nước giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu. Tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, trừ trường hợp thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất, trừ trường hợp đấu giá thửa đất, khu đất có hạ tầng kỹ thuật. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, chuyển hình thức sử dụng đất. Tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Bảng giá đất điều chỉnh sẽ có 9 tác động tích cực, gồm: người dân có đất bị thu hồi sẽ được bồi thường, hỗ trợ tái định cư thỏa đáng, bồi thường cao hơn, nguồn ngân sách nhà nước tăng thêm, chênh lệch địa tô được xử lý hài hòa, công bằng giữa người sử dụng đất, nhà đầu tư và nhà nước. Các dự án công trình trọng điểm được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách sẽ đúng tiến độ, không bị ách tắc, khắc phục tình trạng kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế, giảm các hành vi vi phạm hành chính về đất đai do tăng mức phạt. Bên cạnh đó, bảng giá đất điều chỉnh có 2 tác động không mong muốn, gồm hộ gia đình, cá nhân khi được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sẽ nộp nghĩa vụ tài chính cao hơn so với trước đây. Tuy nhiên, việc này đảm bảo sự công bằng với những người không có mét vuông đất nào phải đi mua đất với giá thị trường có thể còn cao hơn bảng giá đất. Một tác động nữa là mức giá của bảng giá đất điều chỉnh phổ biến tăng từ 3 đến 7 lần so với bảng giá đất hiện hành nhân với hệ số điều chỉnh, nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn giá thị trường.